Kính chào quý vị khán giả của Việt Nam On. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ hiện đại, giáo dục đang chịu sự ảnh hưởng lớn của các công nghệ mới. Trong đó, trí tuệ nhân tạo AI là một trong những công nghệ quan trọng nhất, đóng vai trò quan trọng trong giáo dục. Và ChatGPT, một trong những mô hình ngôn ngữ lớn nhất được phát triển bởi OpenAI, có thể là một trong những công cụ hữu ích nhất cho giáo dục. ChatGPT có thể giúp cho học sinh và sinh viên trên toàn thế giới truy cập vào các tài liệu và thông tin phong phú, cũng như cung cấp các câu trả lời chính xác và có tính đúng đắn cho các câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. ChatGPT cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng đọc và viết của học sinh thông qua các chức năng tương tác ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ học sinh, ChatGPT cũng có thể được sử dụng trong giáo dục đại học và nghiên cứu để hỗ trợ giáo viên và nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm thông tin, thực hiện các nghiên cứu, phân tích dữ liệu và tạo ra những đề xuất mới. Tuy nhiên, như bất kỳ công nghệ nào, ChatGPT cũng không phải là giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề trong giáo dục. ChatGPT cần được sử dụng với tính cẩn thận để tránh tình trạng lạm dụng và đảm bảo tính chính xác của các kết quả được đưa ra. Với những tiềm năng ấn tượng của ChatGPT trong giáo dục, không có gì ngạc nhiên khi thấy nhiều tổ chức và trường học đang áp dụng ChatGPT vào quá trình giảng dạy và học tập của họ. Và tương lai của giáo dục có thể sẽ có sự thay đổi đáng kể với sự phát triển của công nghệ và sự phát triển của ChatGPT. Đây cũng sẽ là chủ đề của Việt Nam On tuần này. Trước tiên, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một video ngắn về khách mời của chương trình hôm nay. Giáo sư Lê Anh Vinh sinh năm 1983 là cựu học sinh chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2001, là tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Năm 2020, trong số các ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh giáo sư, ông Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất. Năm 2021, giáo sư Lê Anh Vinh được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Giáo sư Lê Anh Vinh nhiều năm liền giữ vị trí trưởng đoàn Olympic Toán Quốc tế IMO Việt Nam và đã dẫn dắt đội tuyển ghi danh tài năng toán học Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đầu tiên thì xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cũng xin được chia sẻ với giáo sư cũng như là quý vị khán giả đó là phần dẫn vừa rồi của tôi thì hoàn toàn là do ChatGPT biên tập cũng như là viết lời dẫn. Thế còn đối với giáo sư, ông đã bao giờ sử dụng ChatGPT chưa? Và nếu sử dụng rồi thì những đánh giá của ông về ứng dụng ChatGPT là như thế nào ạ? Dạ vâng, cảm ơn biên tập viên Vân Trang. Xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì trả lời câu hỏi của chị thì thực ra tôi cũng đã sử dụng ChatGPT và cũng đã thử khá nhiều những cái công việc của mình. Ví dụ như là sử dụng ChatGPT để hỗ trợ soạn giáo án, rồi dự thảo bài phát biểu. Vâng ạ. Tôi cũng cho các bạn sinh viên của mình viết những cái báo cáo chuyên đề ngắn và kết quả thì rất là tốt. Các bạn có thể đưa ra cái bản nháp đầu tiên, một cái bản dự thảo đầu tiên cho một cái báo cáo khoảng 3.000 từ trong vòng thời gian từ 1 đến 2 tiếng. Vâng ạ, đúng là khi mà chúng ta biết cách sử dụng thì thực sự là nó là một cái công cụ hữu ích. Cái ý kiến cho rằng là việc kiểm tra đánh giá người học sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như chúng ta áp dụng cái công cụ ChatGPT này vào. Vậy thì nó có thể đưa ra rất là nhiều những câu trả lời và phải nói thật rằng là trong nhiều trường hợp bản thân tôi không thể phân biệt được là đâu là câu trả lời của ChatGPT và đâu là câu trả lời mà người sử dụng, người học có thể tự đưa ra được. Ông có đánh giá như vậy không ạ? Khi sử dụng thì mọi người khá là thấy thú vị và thích thú với cái câu trả lời của ChatGPT. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái chất lượng ấy, thì tôi nghĩ là cần phải có sự điều chỉnh lại một chút, edit lại, biên tập lại của người sử dụng thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nó giúp chúng ta giảm bớt cái công việc đi thì tôi nghĩ đấy là cái điều tích cực thứ nhất. Về cái vấn đề mà chị lo ngại ấy, về câu chuyện là kiểm tra đánh giá thì đúng như chị nói, nếu như chúng ta chỉ giao những cái bài tập viết luận về những cái nội dung nó khá là chung, nó khá là tổng quát thì ChatGPT làm khá tốt. Thế tuy nhiên tôi nghĩ là về việc đánh giá, kiểm tra đánh giá học sinh ấy, thì nó không chỉ dừng lại ở đó đúng không ạ? Chúng ta phải đánh giá cả một cái quá trình của người học. Chúng ta còn rất nhiều những hình thức đánh giá khác. Chúng ta đánh giá từ việc là tham gia của học sinh trong thời gian học này. Chúng ta có thể thông qua các cái dự án, rồi chúng ta có thể yêu cầu học sinh thuyết trình hay là câu chuyện về thi vấn đáp hay là thi viết nhưng mà có cái sự giám sát của thầy cô. Tức là rất nhiều những hình thức kiểm tra đánh giá có thể sử dụng để giúp cho học sinh, chúng ta theo dõi học tập của học sinh một cách tốt hơn. Và tôi không nghĩ đấy là một vấn đề đáng lo ngại, mà đấy lại một vấn đề rất tốt để cho chính việc kiểm tra đánh giá trường học trở nên thực chất hơn và hiệu quả hơn. Ở các cấp bậc cao hơn như là đại học hay là cao học thì cái mặt lợi, mặt hại của ChatGPT sẽ được đánh giá như thế nào? Bởi vì hiện nay kể cả trên thế giới thì các trường đại học cũng có rất là nhiều những ý kiến trái chiều. Trường thì ủng hộ và trường thì cho rằng là ChatGPT thực sự là một trở ngại trong giáo dục. Tôi nghĩ cái sự thận trọng này là cần thiết.
thực tế ra thì đối với bậc đại học ấy thì cái tính học thuật của nó rất là cao, và trong học thuật thì sự liêm chính và cái sự nghiêm cẩn trong học thuật nó cần phải được đặt lên cao nhất, và đấy chính là một cái rào cản kỹ thuật để đảm bảo cho cái sự phát triển của khoa học. Cái phản ứng đầu tiên ấy sẽ là không cho phép sinh viên sử dụng trong các cái bài luận. Còn việc mà sinh viên sử dụng để hỗ trợ học tập thì tất nhiên là không thể cấm được, đúng không ạ? Và sinh viên sẽ dùng. Còn sẽ cả một cái bước thêm nữa để chúng ta xác định thế nào thì gọi là đạo văn, thế nào thì chấp nhận được, đúng không ạ? Thì bây giờ ví dụ các anh hình dung là khi mà viết luận văn luận án chẳng hạn, thì cái giới hạn về việc là được sử dụng các cái trích dẫn khi mà chạy đề kiểm tra đạo văn ấy, là phải dưới 20%, dưới 20% nội dung có thể trùng lập với các cái tài liệu khác. Thì khi chúng ta sử dụng ChatGPT thì bao nhiêu phần trăm của cái văn bản mà chúng ta nói là của chúng ta thì được chấp nhận là được có sự hỗ trợ của ChatGPT, và thế nào thì được gọi là sự hỗ trợ ChatGPT, cả một loạt những cái vấn đề đấy sẽ phải đặt ra. Và tôi nghĩ là cái giới học thuật ấy và sẽ phải cùng chung tay để đưa ra những cái nguyên tắc, đưa ra những cái quy định. Và thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, thưa quý vị và các bạn, với cơn sốt của ChatGPT trên toàn cầu thì nhiều người lo lắng rằng đây sẽ là con dao hai lưỡi, là thách thức đối với giáo dục khi người học có thể sẽ sử dụng nó như một công cụ để gian lận và đánh giá học sinh. Thậm chí nhiều trường học ở Mỹ hay là Úc đã cấm học sinh sử dụng ChatGPT và một số chatbot AI khác có khả năng tạo lập văn bản như bài luận, bài kiểm tra. Nhưng từ chính điều này, bản chất của giáo dục, đào tạo dường như đang được định hình và nhìn lại một cách chính xác hơn. Một tiết học tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay, chủ đề để thầy trò bàn luận chính là ChatGPT. Dựa trên những cái từ khóa thì nó có thể trả lời một cách rất chính xác và tổng hợp rất nhiều nguồn, rất hay để trả lời các câu hỏi cho sinh viên. Trong các bài tập các thầy cô giáo giao về nhà thì nó là một nguồn tham khảo thú vị hơn Google rất nhiều. Theo khảo sát sinh viên Stanford, có 17% người sử dụng ChatGPT để lấy ý tưởng và sao chép y hệt để nộp bài. Hay tại Nga, một sinh viên đã dùng ứng dụng này để viết luận văn tốt nghiệp chỉ sau 23 tiếng. Trước thực tế này, một số chuyên gia cho rằng ChatGPT không hẳn là một hiểm họa. Chatbot AI có thể như là một trợ lý học tập và buộc giáo dục Việt Nam phải nâng tầm phương pháp giảng dạy và kiểm soát đánh giá. Là giáo viên có thể sử dụng nó như là một cái công cụ tích hợp trong cái quá trình dạy học để khuyến khích người học đặt câu hỏi, khuyến khích tìm kiếm những câu trả lời đa dạng, và trên cơ sở đó thì lại tiếp tục thúc đẩy cho người học có những cơ hội để đánh giá lại những cái ý kiến, đánh giá lại những cái câu trả lời. Mà vấn đề nó nằm ở cái chỗ là định hướng, tức là thay vì dạy dỗ thì bây giờ có khi phải là dẫn dắt để cho các em. Và trong bối cảnh cái công nghệ như là ChatGPT hiện nay thì cái yêu cầu dẫn dắt, truyền thụ nó còn cao hơn nữa. Vừa rồi thì tôi cũng như là giáo sư Lê Anh Vinh cũng đã đề cập nhiều mặt của người học. Và trong phóng sự vừa rồi thì tôi cũng thấy ấn tượng với quan điểm của giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đó là có lẽ chúng ta phải nhìn nhận thay đổi tư duy từ dạy dỗ sang dẫn dắt. Với công nghệ thì người dạy, người hướng dẫn liệu có làm được cái điều này thuận lợi không ạ, thưa giáo sư tiến sĩ? Tôi thì hoàn toàn là thống nhất với ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn về câu chuyện là chuyển từ việc là dạy dỗ sang dẫn dắt, đúng không ạ? Và thậm chí không phải là dẫn dắt đâu, mà còn là đồng hành và hỗ trợ đối với người học, đối với các em học sinh. Thì với công nghệ thì điều này là càng trở nên dễ dàng, và nó giúp cho giáo viên thì có thể tập trung vào cái công việc và phát triển cái tiềm năng của mỗi cá nhân học sinh. Trước đây khi mà giáo viên dạy một lớp là 40 bạn chẳng hạn, đúng không ạ, thì không thể nào mà quan sát được cả 40 bạn, không thể nào mà đưa những cái bài kiểm tra đánh giá phù hợp với cả 40 bạn. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung là với cái công nghệ thì các bạn có thể tự học, tự tiếp cận với những cái nội dung này, và nếu như bạn nào có cái năng lực tốt hơn có thể học nhanh hơn. Những bạn nào cần có cái sự hỗ trợ thì công nghệ cũng giúp để phát hiện những điều này, và thậm chí là công nghệ có thể giúp để các bạn tự học để có thể bồi đắp và đuổi kịp được các bạn khác. Nói đến công nghệ số, nói đến các công cụ hỗ trợ, nói đến máy tính hay là những cái điện thoại thông minh thì chúng ta thấy rằng nó không chỉ là thời gian mà nó còn là khoảng cách nữa. Bởi vì rõ ràng rằng là khu vực Hà Nội hay là khu vực các thành phố lớn thì sẽ khác với những khu vực ở vùng sâu vùng xa, và chúng ta nói đây là khoảng cách địa lý. Vậy thì chúng ta cần có những cái chính sách ra sao để có thể tạo sự công bằng trong việc là áp dụng chuyển đổi số hay là các công nghệ kỹ thuật vào trong ngành giáo dục, thưa ông? Vâng, khi mà áp dụng công nghệ vào trong giáo dục thì chắc chắn là giúp thu hẹp được cái khoảng cách giữa các vùng miền, giữa các học sinh với nhau. Chúng ta thử hình dung câu chuyện đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, và chúng ta sẽ đưa môn công nghệ và môn tiếng Anh ngay từ lớp 3, và nó cũng là cái môn tự chọn ở lớp 1.
Thế thì đội ngũ giáo viên chúng ta liệu có đáp ứng được hay không? Nếu như ở những cái vùng khó khăn mà không có giáo viên tiếng Anh hoặc không có giáo viên tiếng Anh đủ cái trình độ chẳng hạn, thế thì chắc chắn với sự giúp đỡ công nghệ, các con có thể tiếp cận được với những cái nguồn tài liệu tốt, các con có được cái sự hỗ trợ tốt. Một cái ví dụ đơn giản nhé, các thầy cô có thể sử dụng ChatGPT để giúp sửa bài viết của các con. Khi con viết một đoạn văn, đoạn tiếng Anh chẳng hạn, chúng ta thì yêu cầu là sửa và giúp để điều chỉnh, để giúp các con hướng dẫn để viết tốt hơn. Hay là chúng ta có thể sử dụng những cái công nghệ để các con được nghe trực tiếp những cái bài giảng của giáo viên bản ngữ chẳng hạn, rồi có thể sự hỗ trợ của các giáo viên tiếng Anh ở các cái khu vực khác. Và thực tế bây giờ là chúng ta cũng đang làm điều đó. Ở nhiều địa phương là có những cái hệ thống giáo dục giúp cho các cái giáo viên ở các trường này hỗ trợ giáo viên trường kia. Thế thì tuy nhiên ý, thì nó cũng có một cái mặt trái, đấy là câu chuyện về nếu như áp dụng công nghệ thì nó có thể lại gia tăng cái khoảng cách đấy của những vùng thuận lợi và những vùng khó khăn. Và một trong những cái bài toán mà chúng ta phải giải quyết đấy là cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về việc là học sinh sẽ không thể tiếp cận được công nghệ nếu như không có những cái thiết bị tối thiểu nhất, không có được những cái điều kiện tối thiểu nhất. Thế thì trong một cái báo cáo mà Viện Khoa học Việt Nam thực hiện vào năm 2021 về cái tình hình học tập trực tuyến của học sinh trong cái bối cảnh đại dịch Covid ấy, thì có một cái con số mà tôi có thể chia sẻ với biên tập viên Vân Trang và tất cả các bạn, đấy là 70% học sinh học trực tuyến là sử dụng thiết bị là điện thoại di động. Và các bạn cũng thể hình dung là khi mà học sinh học trực tuyến mà dùng thiết bị di động ấy, thì chưa thể đáp ứng được cái yêu cầu của việc học tập trực tuyến, đúng không ạ? Các con sẽ chỉ gọi là xem thôi. Các con có một số những cái tương tác trên thiết bị nhưng mà không thể gọi là một cái trải nghiệm thật sự về việc học tập trực tuyến. Và chúng tôi cũng thấy rằng đấy là một cái khoảng cách rất là lớn. Thế thì Đảng và Chính phủ thì cũng đã có những cái chương trình rất là lớn, ví dụ như chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thì đấy là trong tình hình đại dịch, đúng không ạ? Trong những cái giai đoạn khó khăn, nhưng tôi nghĩ là một cái chiến lược lâu dài cần phải có một cái sự cam kết chính trị ở mức độ cao nhất, sự cần có một cái sự vào cuộc của tất cả mọi người để làm sao mà chúng ta nâng được cái cơ sở hạ tầng nói chung của chúng ta và về công nghệ thông tin đến một cái mức độ nhất định. Bởi vì cái cuộc chơi này là một cái cuộc chơi mà nó sẽ không chờ đợi một ai cả. Nếu như chúng ta không làm sớm, không làm kịp thời thì chúng ta có thể bị lỡ mất cái nhịp đó. Thì tôi nghĩ đấy là một cái vấn đề cần phải được quan tâm. Từ góc độ của Viện Khoa học Giáo dục thì Viện có thể sẽ thực hiện những cái nghiên cứu thử nghiệm nào để chúng ta có những cái tham số, những cái con số, những kết quả nghiên cứu và từ đó đề xuất tới các cơ quan quản lý hay là Bộ Giáo dục Đào tạo trong triển khai các công nghệ mới như là AI trong dạy và học thời gian tới ạ, thưa? Vâng. Thực ra thì việc mà áp dụng công nghệ thông tin hay là áp dụng những cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục thì cũng đã được triển khai không phải là mới đây khi mà ChatGPT chúng ta rộ lên đâu, mà được áp dụng một thời gian rất là dài rồi. Bản thân Viện Giáo dục Việt Nam thì chúng tôi cũng thực hiện một số cái nghiên cứu, một số những cái dự án áp dụng công nghệ vào trong giáo dục. Thì có thể kể đến là việc những cái nghiên cứu về giáo dục thích ứng để xây dựng những cái mô hình hướng đến cái cá nhân hóa trong học tập, những cái hệ thống hỗ trợ học tập thông minh, rồi những cái sản phẩm ví dụ như là chúng tôi áp dụng cái thực tế ảo vào trong cái việc là giúp học sinh tăng động và học sinh tự kỷ học một số những kỹ năng về cuộc sống. Hay là một cái dự án mà chúng tôi đang bắt đầu triển khai, đấy là việc là sử dụng cái nhận diện hình ảnh và nhận diện giọng nói để giúp các học sinh khiếm thính, các con có thể giao tiếp thông qua cái điện thoại thông minh. Dự án như vậy thì được sự hỗ trợ của các cái tổ chức quốc tế, rồi các cái đối tác về công nghệ, và chúng tôi rất là hy vọng là sẽ đánh giá cái kết quả để xem nó có thể triển khai rộng các đại trà hay không. Còn về mặt chính sách ấy, thì Viện Khoa học Việt Nam thì cũng thực hiện khá nhiều những cái nghiên cứu và chúng tôi cũng đang thực hiện một cái báo cáo về công nghệ và giáo dục, thì nó nằm ở trong cái báo cáo giám sát toàn cầu về giáo dục dự kiến là đưa vào trong 2023-2024. Thế ngoài ra thì cũng thêm một số cái thông tin liên quan đến cái ChatGPT, thì hiện giờ chúng tôi cũng đang tập trung vào ba cái mảng để chúng tôi có những cái đánh giá và nghiên cứu cái thận trọng để báo cáo với Bộ Giáo dục Đào tạo để ban hành và có thể xây dựng những cái chính sách phù hợp. Thứ nhất ý, là tập trung vào câu chuyện là ChatGPT có thể sử dụng trong việc học tập của học sinh như thế nào, giúp cái trải nghiệm học tập của học sinh nó thuận lợi hơn như thế nào, và cả những câu chuyện mặt trái của nó khi mà học sinh sử dụng công nghệ thì liệu có sẽ bị như lúc nãy mà biên tập viên cũng đặt câu hỏi đấy, là có bị ỷ lại vào công nghệ hay không, mà lười tư duy hay không. Cái vấn đề thứ hai ấy, mà chúng tôi cũng quan tâm đấy là câu chuyện ChatGPT sẽ giúp cái việc dạy như thế nào, đội ngũ giáo viên như thế nào, giúp cái công tác chuẩn bị cho cái giảng dạy của các thầy cô như thế nào, thì cái đấy cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Và vấn đề thứ ba ấy, là vấn đề về xây dựng một cái khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông. Và đấy thì cũng có một cái lĩnh vực, đấy là liên quan đến những cái kỹ năng về trí tuệ nhân tạo. Bởi vì các bạn cũng biết rằng là chúng ta cần phải có những cái khung năng lực số như vậy cho học sinh, để bài toán giáo dục ấy là phải chuẩn bị cho thế hệ tương lai.
Và thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan tới câu chuyện này, khi mà chia sẻ quan điểm về ứng dụng ChatGPT thì các giáo sư, giảng viên tại Đại học VinUni cho biết trường khuyến khích sử dụng ứng dụng này như một công cụ giúp đỡ sinh viên trong học tập, nghiên cứu và sẽ sớm đưa vào trong hỗ trợ giảng dạy. Khám phá sử dụng ChatGPT, nhóm bạn sinh viên này cho biết ứng dụng này đã thể hiện một cách tuyệt vời ở các câu hỏi phân tích quy trình và quản lý hoạt động cơ bản, bao gồm cả những câu hỏi dựa trên các trường hợp điển hình, và có thể diễn đạt nội dung theo như mong muốn của mình. Có chuyên môn cao, có tính chuyên môn cao như bác sĩ này, luật sư này, kỹ sư này, thì ChatGPT sẽ là một công cụ tuyệt vời cho họ để mà support họ trong quá trình làm. Góc độ mặt thị trường ấy, thì theo như tất cả những cái báo cáo từ cách đây mấy năm rồi, thì AI về cơ bản nó sẽ đào thải rất nhiều những cái công việc cũ trước đây, nhưng mà nó cũng sẽ tạo ra rất nhiều những cái công việc mới. Theo các nhà nghiên cứu, ChatGPT là một cơ hội tốt để ngành giáo dục nhìn lại cách tiếp cận tri thức và phương thức giảng dạy, đặc biệt là trong cách thức kiểm tra kiến thức học sinh. Thay vì những cách kiểm tra truyền thống, giảng viên cần nghĩ ra những cách sáng tạo hơn vì những câu hỏi kiểu mẫu đơn giản. Sự ra đời và phát triển của các ứng dụng như ChatGPT đòi hỏi thầy cô sẽ phải thay đổi cách đánh giá và giảng dạy của mình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có thể triển khai các môn học khoa học đầu tiên mà có sử dụng đến ứng dụng này. Chúng tôi nghĩ rằng để tăng tính hiệu quả, cũng sẽ có những cuộc trao đổi với các trường đại học khác, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác, để tìm ra những phương án, cách thức sử dụng hiệu quả, không chỉ cho nhà trường mà còn cho toàn bộ giới học thuật, ít nhất trước mắt là ở Việt Nam. Đại diện VinUni cũng nhấn mạnh, trường có quy định rất nghiêm ngặt về việc trích dẫn tài liệu, thông tin đối với cả sinh viên và giảng viên, kể cả đó là ý tưởng hay thông tin được lấy từ các công cụ ChatGPT. Điều này giúp sinh viên có ý thức, trách nhiệm về những thông tin mà họ sử dụng. Vâng ạ, và đối với mỗi vị khách mời khi đến với trường quay của Vietnam On thì sẽ có những thử thách cho các vị khách mời. Và thử thách ở đây là chúng tôi sẽ đưa ra những cái từ khóa và các vị khách mời sẽ nhìn vào đó để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái quan điểm của mình. Đối với giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh thì chúng tôi cũng sẽ có những cái từ khóa như sau. Vâng ạ, từ khóa đầu tiên là tự học. Vâng, thế nếu mà nói về từ khóa tự học ấy, thì tôi nghĩ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của học sinh, sinh viên bây giờ là phải biết tự học. Đúng không ạ? Và thầy cô giáo phải dạy học sinh biết cách học. Đấy thì không một ai có thể nắm tay nhau để dắt nhau đi suốt cả một chặng đường được. Đến một lúc chúng ta phải buông ra để học sinh có thể tự học được. Chúng ta nói cái câu chuyện này nhưng mà nhiều khi tôi thấy là chúng ta bàn là làm thế nào để sinh viên tự học. Không thể đến một ngày đẹp trời học sinh viên tự nhiên biết tự học được. Phải bắt đầu ngay từ rất là sớm. Vì thế tôi nghĩ là kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất. Và trong cái thời đại công nghệ này thì cái việc tự học sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chỉ cần chúng ta muốn học thì chúng ta không thiếu những cái công cụ hỗ trợ, chúng ta không thiếu những cái nguồn tài nguyên để chúng ta có thể học tập được. Vâng ạ, và tôi nghĩ rằng là từ khóa tiếp theo cũng là một cái từ khóa liên quan tới vấn đề tự học. Vâng. Bởi vì rõ ràng là khi mà tự học thì chúng ta sẽ cần những điều sau ạ. Vâng ạ, từ khóa tiếp theo là kỹ năng ạ. Kỹ năng. Nói nghĩ về kỹ năng ấy thì tôi muốn chia sẻ với này trong cái nội dung của bài của cái buổi ngày hôm nay ấy. Cho hôm nay là tôi là dân công nghệ, tức là cái bằng đại học của tôi là bằng về công nghệ thông tin. Thế nhưng mà rất nhiều những cái kỹ năng về công nghệ mà tôi được học tại cái thời điểm đó là cách đây khoảng 10, 20 năm ấy, thì nó không còn sử dụng thời điểm này nữa. Nó bị không cập nhật nữa rồi. Vâng. Và kỹ năng luôn thay đổi và chúng ta luôn luôn phải cập nhật những kỹ năng mới. Thế nhưng có một cái kỹ, nó có những cái nhóm là kỹ năng đặc thù, kỹ năng công việc, nhưng có những cái kỹ năng mà nó sẽ có thể áp dụng, cái gọi là kỹ năng chuyển đổi. Và đấy là những cái kỹ năng của công dân thế kỷ 21 này, rồi những cái kỹ năng mềm của các con, thì đấy là một cái nhóm kỹ năng mà chúng ta cần phải phát triển cho học sinh trong tương lai để các con có thể có cái khả năng là luôn luôn tự cập nhật, luôn luôn học được những kỹ năng mới cầu. Vâng ạ, có thể thấy rằng ChatGPT hiện có thể bắt đầu đáp ứng được với mức độ kiến thức thưởng thức, nhưng những kiến thức chuyên sâu, nghiên cứu, sáng tạo thì hiện giờ chưa thể thực hiện được và con người vẫn phải là nhân tố đóng vai trò quyết định. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh đã đến với chương trình Vietnam On tuần này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức chuyển đổi số 247. Với chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, đoàn các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của đoàn, tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của đoàn, đặc biệt là phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước.
một đội hình là mình sẽ đi trao cái mã QR, cái bản mà chỗ mà đoàn phường đã in sẵn á, mình sẽ trao đến các hộ kinh doanh đã đăng ký từ trước đó. Vậy ha, mình cố gắng ha. Dạ anh Huy ơi, em đến trao cái bản à. Chỗ đoàn phường cũng thiết kế nó rộng, thì anh có thể dán ở đây thì khi lúc mà họ mà chờ gọi trên xe họ có thể quét tới. Nhưng mà anh lưu ý là khi thanh toán á, người ta thanh toán qua mã QR này, anh phải kiểm tra lại điện thoại của mình nó coi mình nhận được tiền chưa nha. Mất công là có nhiều đối tượng lừa đảo thì cũng không hay. Với mô hình chợ 4.0 được Ban chấp hành đoàn phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong tháng thanh niên, nhiều tiểu thương, người dân đã có thể mua bán bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua các ví điện tử một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tôi thấy là xài những cái mã rất tiện lợi, tại vì mình đi đâu, mình không có nên đem theo tiền nhiều. Cái đó là tiết kiệm thời gian nhiều, rồi mình đi mình không có sợ bị mất túi nữa. Giờ có thanh toán thì là có luôn ngày giờ ra, mình biết là ngày hôm đó mình bán được bao nhiêu, nó tiện, giờ mình dễ quản lý tiền. Theo thống kê, trong tháng thanh niên năm 2023, đoàn phường Linh Tây đã triển khai mô hình này tới 65 hộ dân, đồng thời còn phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tạo tài khoản miễn phí cho các hộ kinh doanh có nhu cầu, tuyên truyền vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng thành phố Thủ Đức. Với chủ đề năm tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, thì thực hiện theo nghị quyết của đảng ủy phường là đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân, hướng dẫn người dân cài ứng dụng thành phố Đức. Đây là mô hình mà chuyển đổi số cộng đồng phải thực hiện và phải đảm bảo xuyên suốt trong một năm. Còn đây là mô hình chuyến xe công nghệ của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống máy tính kết nối Internet, thiết bị kính VR, kính thực tế ảo giúp mang tới nhiều hoạt động thực tiễn thú vị. Tham gia ở đây thì em cảm giác là rất là nhiều kiến thức bổ ích cho em và giúp em thêm được nhiều kỹ năng trong đời sống và làm cho em rất là phấn khởi và muốn có được thêm nhiều buổi như thế này nữa. Lúc này tôi đang được cạnh một bạn học sinh đang trải nghiệm kính thực tế ảo VR. Vâng, xin chào em, nhờ em một tí được không nhỉ? Chào em có cảm xúc nào khi mà được trải nghiệm kính thực tế ảo VR ngày hôm nay? Dạ, em cảm thấy đó là trong cái không gian đó rất là thú vị. Nó có cái nguyên một cái thế giới bao la đại dương luôn. Chuyến xe công nghệ thì hiện tại là nó sẽ giúp được các bạn là hiện thực hóa những cái kiến thức mà các bạn đã được học ở trên trường. Những bạn không có tiếp cận được với các môi trường hiện thực của những kiến thức đó thì qua chuyến xe công nghệ chúng tôi lại mang tới cho các bạn những cái kiến thức mà các bạn được trải nghiệm là chân thật hơn. Chuyến xe công nghệ cũng đã tới thăm nhiều địa phương khác như Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre, Hậu Giang, mang tới cho nhiều học sinh những trải nghiệm và đam mê khoa học, công nghệ. Kinh tế số là trụ cột quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhiều lĩnh vực mới bắt kịp xu hướng công nghệ, mở rộng thị trường với nền kinh tế số toàn cầu đã được nhiều thanh niên lấy làm điểm xuất phát trong hành trình khởi nghiệp của mình. Cúp Fan Game hiện là một startup có tiếng trong giới làm game online mobile và phát hành game ở Việt Nam. Đây không phải là công ty khởi nghiệp đầu tiên của Nguyễn Đình Khánh. Trước đó, anh đã từng có 3 lần khởi nghiệp với các dự án trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, song chưa thành công. Tuy nhiên, những bài học từ chính các mô hình đó đã giúp CEO của GoopFund có những bước phát triển bền vững với startup thứ tư của mình. Cái việc quản lý dòng vốn nó phải linh hoạt và nó đủ nuôi sống chính cái studio của mình. Thì chính vì thế cho nên game là một trong những cái lựa chọn mà hợp lý khi một cái startup về công nghệ. Cái thứ hai là về nhân sự, thì những cái thời khắc khó khăn thì mình mới có thể gặp được những cái bạn mà cùng chung chí hướng, vì những cái quyết định và hướng đi rất là quan trọng. Mạnh dạn chọn thị trường nước ngoài để phát hành loạt tựa game của mình, GoopFund đã gặt hái được kết quả ấn tượng khi được vinh danh ở nhiều giải thưởng quốc tế và vượt mốc 200 triệu người dùng trên toàn cầu. Với hơn 10 sản phẩm, không chỉ là một đơn vị sản xuất game, startup này cũng mong muốn hỗ trợ các tựa game khác có thể vươn tầm quốc tế. Nên là tập trung vào những cái ngành mà nó sử dụng chất xám và nó không tạo ra, Khánh gọi là ngành công nghiệp không khói, nó sẽ tạo ra doanh thu và đặc biệt nó sẽ mang về rất là nhiều cái giá trị từ bên nước ngoài về xây dựng Việt Nam. Tôi thấy các lĩnh vực của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay khởi nghiệp cũng rất là đa dạng. Các bạn thanh niên nông thôn thì cũng đã có rất nhiều cái dự án khởi nghiệp trong cái việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Rồi các bạn học sinh sinh viên thì cũng đã có nhiều cái dự án khởi nghiệp trong khoa học công nghệ, và các bạn doanh nhân trẻ thì cũng đã có nhiều cái khởi nghiệp trong cái việc ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo trong các cái hoạt động của mình. Và về cơ bản thì cái phong trào hết sức là sôi nổi. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 34 cơ sở ươm tạo,
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng như 19 không gian sáng tạo đầu tư. Thành phố có khoảng 2.000 startup, trong đó hoạt động cho lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm đến 65%. Các cơ quan, tổ chức của thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát huy những giải pháp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt là kinh tế số. Cùng với đó là chuyển đổi số trong chính các hoạt động của đoàn thanh niên. Thưa anh, có thể nói rằng là chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của quốc gia. Và tháng 3 năm nay, năm 2023 có chủ đề là tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Vậy thì thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã có những kế hoạch nổi bật như thế nào để có thể lan tỏa điều này tới các bạn đoàn viên ạ? Đối với lại chủ đề năm tiên phong chuyển đổi số của tuổi trẻ thì không phải là bắt đầu từ năm 2023 mà phải có sự chuẩn bị rất lâu, và tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố cũng đã chuẩn bị cho mình để bắt đầu năm 2023 với nhiều cái sự kỳ vọng và niềm tin, và đặc biệt là mong muốn chuyển đổi số thật lớn trong hệ thống của tổ chức đoàn. Hiểu rằng là chuyển đổi số đó chính là sẽ nắm trong tay dữ liệu lớn, sẽ nắm vững những quy trình và áp dụng những công nghệ để giải quyết vấn đề khó và những vấn đề trong cái quy trình đó, để rút ngắn những quy trình. Và với những suy nghĩ đó thì thành đoàn đã chuẩn bị cho mình một hệ thống, có thể gọi là một hệ sinh thái về các ứng dụng công nghệ. Thí dụ như là trong quản lý hoạt động của tổ chức đoàn thì thành đoàn thực hiện ứng dụng Tuổi Trẻ Thành Phố Bác để có thể tiến hành hội họp, rồi tổ chức các hoạt động mà trực tuyến và sử dụng các phòng họp không giấy cũng như là các trục liên thông văn bản để có thể điều hành một cách tốt nhất. Đối với lại hệ thống đánh giá và thi đua thì thành đoàn cũng đã chuẩn bị phần mềm đánh giá thi đua trực tuyến cho cơ sở, dự kiến sẽ ra mắt cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp, tức là các startup trẻ của thành phố, vào giai đoạn tháng 10 nhân kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên Thanh Niên Việt Nam thành phố, hay là sẽ bắt đầu tạo dựng khởi tạo với cổng dữ liệu mở về thanh niên thành phố. Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh với 14 lần tổ chức đã lan tỏa kiến thức và giá trị của trí thức trẻ như thế nào tới xã hội? Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện thì cũng đã đi rất là nhiều tỉnh và cũng đã tập trung tại địa bàn thành phố qua 14 năm. Có nhiều sản phẩm từ chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện cũng đã trở thành những sản phẩm tạo những dấu ấn. Một viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra cái giống vịt biển và đã nhân rộng trong quá trình thực hiện. Hay là các bạn cũng thực hiện cái việc chuyển giao nuôi ếch ở tại các cái đảo như đảo Thủ Chu, hay là các mô hình ươm mầm xanh ở Trường Sa của các bạn ở đoàn khối bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Có thể nói rằng để đạt được những thành tựu và hành động như ngày hôm nay thì phải có một thời gian chuẩn bị rất dài từ phong trào tới thực tiễn. Vậy thì anh có thể chia sẻ về vai trò của những người trẻ, của sức trẻ tiên phong trong chuyển đổi số? Không chỉ là giai đoạn của năm 2020-2023 bây giờ, mà trước đó thì thành đoàn cũng đã có những ấp ủ và có những cái sự chuẩn bị của mình cho việc ứng dụng các cái thành tựu khoa học công nghệ trong giai đoạn chống dịch đi. Nếu mà nói chuyển đổi số về chống dịch thì quả thực là rất là nhanh, khi mà các bạn tình nguyện viên, các bạn cán bộ cơ quan chuyên trách thành đoàn khi tham gia chống dịch thì đã ứng dụng rất nhanh các cái kênh của Facebook cũng như là kênh của Zalo, để từ đó thì có thể vận hành chuyển đổi số trong việc thi đua khen thưởng, là cũng là cái ấp ủ của thành đoàn. Khi mà có những giải thưởng khi mà hồ sơ rất là lớn, cả ngàn hồ sơ, nếu như mà các bạn phải dành thời gian để đọc thì chắc là mất thời gian rất là lớn để có thể đọc được các hồ sơ đó, ứng dụng và thực hiện cái phần mềm thi đua khen thưởng, hệ thống thi đua khen thưởng trực tuyến của thành đoàn, và từ đó thì giảm tải rất nhiều công việc. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên cần chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về các giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống.